lô chuyện môi. Mình ôm nhau ngủ say. Quá ói mỏi. Em bên phía, em bên trong góc bên phải của nhà to. Ê, đừng chạy ra cái hầm đâu nha, con im hút nó mắc em hầm ghê lắm. Má ơi, thì bà cứ đi hướng ngược lại thôi cũng được, để cho nó khỏi có. Bây giờ trời sao qua hướng này trên đất này. Bà đứng sẵn bên cái vòng nó đi nha, nhưng mà đứng cái góc khách nào á, coi chừng nó để con thầu ra đi phá cái vòng á, xong cái bà để vậy. Trời, con thầu mới thì nó sẽ bước mau vậy. Nó có gần cái vòng ở đó không? Không mang phiền muộn luôn, xin cảm ơn. Nó không mang phiền muộn luôn. Ủa trời, nó cũng sớm vậy. Anh kêu đừng. Trời ơi, sao nó cú sớm vậy trời. Trời ơi, nó không có nhắn sống mà nó cứ đòi cú lại mà còn không body lock cho con ta nữa. Trời ơi, thùng này. Trời, tội nghiệp mấy chân hết ghê luôn á. Má cú cũng có 5-6 rồi mà còn tranh cú 2 lần. Từ chối hiểu luôn. Liên đi có cái máy cái bên bên cái vòng hồi nãy của bà. Con bà Phúc Mơ kia nè. Trời ơi, hai đứa nhắm sáu không cho đứa nào đi cứu, đứa nhắm chín chăm cứu má đã bị còn cứu sớm nữa. Năm tôi trong nhà nhỏ. Đây con hầu nó bên đây, con hầu nó bên đây. Con hầu nó qua kìa. Nhưng mà kiểu tôi không biết, có nhiều lúc tôi thấy người ta kiểu như tại vì nếu mà tôi nhảy ra trong khi mà tôi đang tạo vòng, nó sẽ mất cái vòng. Nó đang giết tôi, đang giết tôi. Rồi xong nó giết tôi luôn. Hãy subscribe.
mấy nhà nhỏ hồi nãy tôi đang đi câu á bà. Xóa hồ coi. Xóa hồ coi. Trời ơi. Có anh hồ cũng chịu xác dùm nữa. Thế rồi. Có con hồ cũng không chịu. Bà đâu vậy? Bà đâu vậy? Bà đâu? Bà đâu? Bà đâu? Nè, bên phải này nè. Phải bà sao tôi không thấy vậy? Con này con khác. Bà đâu á? Tôi trong tay nè. Bên đó có con hầu của tôi á. Đừng có đi. Ừ đúng rồi đó, đi đi. Đó nhảy cái vé nó đi. Hầu cũng không chịu xá dùm nữa. Có mốt. Bà có cái máy ở trước cái có cái máy à, thôi kệ đi, sửa cái máy đó cũng được. Rồi ai đi hưu đi, trời ơi, đi hưu đi rồi còn cứu nữa. Có cái máy nào đang sửa rồi, đi sửa cái máy đó đi rồi còn cứu nữa. Điều vô cái bù cái máy của nhỏ đi. Ủa nó không cứu hả? Đẩy anh hậu tôi ra xa kìa. Trời ơi, có anh hậu cũng không chịu xóa dùm, không hiểu luôn. Kệ đi, máy ram rồi. Rồi nữa. Bà đâu vậy? Bà đâu vậy? Từ từ. Ok, ê. Ở nó đâu rồi ta? Từ để tôi đi xóa hầu cái con. Khổ ghê. Má con hổ không chịu xóa dùm. Tức ghê. Nó tới kìa. Bà phải nghe cái tiếng á. Nó đâu có im lặng đâu trời. Nghe nó xoạt xoạt đó. Nhưng mà ý là cái tiếng nó không có to, không có to. Con khủng kế đang làm cái gì vậy ta? Con khủng kế làm cái gì vậy trời? Chạy đi, đi mở hòm. Trời má. Đỏ ha. Trời ơi, con hổ túi đang tới kìa mẹ. Nó lục hòm hả? Nó lục hòm hả? Nó đi tới nửa vòng trái đất nó lục hòm. Tôi không hiểu luôn, có con hổ nó cũng không chịu xá dùm nữa. Má, skin đẹp, phụ kiện ép má. Trời.